Hi, xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì sáng nay đang hoàn thành xong cái đơn hàng rất là khủng. Sáng nay thì giao đi đến tổng cộng là 7 cái lụp cây. 7 cái lụp cây, một cái lụp gáo nữa là xem như là 8 cái lụp. Đó, thì riêng cái vị khách này anh em có thể thấy là rất là VIP nè. Cái đơn hàng này anh em nhìn nè. COD là 8.370.000. Hơn 8 triệu đồng một cái lợp, một cái đơn hàng. Ở trong đây nó bao gồm là cái lợp mẫu số 01 hàng VIP mà cầu tháp luôn, 4 cái. Đó, cộng với một cái lợp cây mẫu số 02 với một cái úp đất mẫu số 07 là dồn hết vô trong cái thùng này. Anh em thấy cái thùng rất là to luôn nè. Đó, cái thùng rất là to. Dồn vô được 5 cái lợp với một cái úp đất. Đó. Hàng này thì đi Bình Thuận. Nếu mà tính ra thì anh Lâu này sở hữu thêm 4 cái này cộng với 4 cái trước thì tổng cộng anh đang sở hữu với bộ sưu tập là 8 cái. Đó. Thì mẫu số 01 này thì mua thì phải cần đặt hàng trước. Thế này anh Lâu cũng đã đặt trước khoảng tầm ở thời điểm đó thì anh đặt hơn 2 tháng rồi cho cái đơn hàng này, hơn 2 tháng. Và phải mất 2 tuần ròng rã của thợ để làm xong cái đơn này cho anh. Tiếp đến là cái lụp cây mẫu số 02 của anh Hậu. Cái này thì anh Hậu mua cùng lúc cái lụp cây mẫu số 2 này với là cây sào 4m đang đóng gói ở đằng kia. Cộng dưới ấy đâu nữa cho nên là có cái quà tặng kèm theo. Một vị khách cũng mua hàng rất là nhiều lần ở đây. Đây là tiếp tục một cái mẫu lụp cây số 02 cộng với áo. Cái hàng bình dân này thì rất chi là nhiều khách mua. Anh em thấy sáng nay ở đây 2 cái với trong cái đó một cái nữa là tổng cộng là 3 cái đi sáng hôm nay rồi. Đó, cái này về Xuyên Mộc và Rịa Vũng Tàu. Rất là ngẫu nhiên là hai vị khách này có cùng một cái huyện Xuyên Mộc nhưng chỉ khác nhau ở một cái xã. Xã Bầu Lâm và xã Phước Tân. Đây cũng là một vị khách quen. Rồi, tiếp đến đây là cái vỏ sách nồi trần mẫu số 01 nha anh em. Đang đóng gói ở trong đây. Cái mẫu này đóng gói rất là cực. Nó phải đóng rất là nhiều cái lớp chống sốc ở bên ngoài để đảm bảo làm sao khi lắc như thế này thì nó không có còn kêu lọc cọc nữa, thì đảm bảo cái hàng giao đến nó mới chuẩn đẹp được. Rất là tốn nhiều thời gian cho cái vỏ sách số 01 đấy. Đó. Rồi tiếp đến là cái này là lụp gáo. Lụp gáo. Đó. Thì anh em nào muốn xem cái mẫu lập số 01 này thì sẽ có đường link xuất hiện sau khi cái video này đăng cho anh em xem. Cũng như cái mẫu số 02 này xuất hiện trong cái đường link cho anh em xem. Rồi lập gáo cũng như thế. Đó, tiếp đến là những cái phụ kiện như lo giò. Sáng nay đang đóng dở dang, cúm núm. Đó, đây là sẽ có một cái này nữa, này của anh Hậu đấy. Cái mà trùng cặp với một cái lập cây ở đằng kia đấy. Còn cây này là cây 5m của một khách ở Trung Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Đó. Hàng đã đóng gói hết, quấn chống sốc rất là kỹ cho khách hết rồi. Đó. Yeah. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong các video kế tiếp. Sáng nay đóng mấy cái này tốn rất là nhiều thời gian cho nên là chỉ đóng được bấy nhiêu đây thôi. Nội mà đóng 5 cái lụp này vào đây thôi là anh em thấy tốn gần 45 phút mới làm xong cái đơn hàng này. Cộng với cái vỏ sách đó, cái vỏ sách đó cũng tốn thời gian khá là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái video mới nhất. Anh em là đặt lụp cây mẫu số 1 này, anh em vui lòng đặt trước. Đó, và đối với cái hàng đặt trước này thì shop sẽ nhận đặt cọc. Còn nếu anh em nào không muốn đặt cọc thì chắc có lẽ là sẽ không nhận đơn hàng của khách. Ở xưa nay cái nguyên tắc đặt hàng ở cái lụp mẫu số 01 này là như thế. Anh em xem hết sức thông cảm nha. Có nói trước hết rồi cho nên là anh em điện đến nếu mà mình có thành ý muốn đặt hàng thì cứ đặt cọc, còn anh em không đặt cọc thì thôi chúng tôi không lên lịch. Bởi rất đơn giản là nếu đã lên lịch cho anh em thì chúng tôi khoảng sẽ chừa cho mỗi khách một tuần để làm một cái lụp. Nếu có 5 khách đặt thì chúng tôi phải dự định cho người thứ 6 là 6 tuần. Nếu mà anh em đặt mà trước đây không có lấy tiền cọc có nhiều anh em họ đặt vui mồm vui miệng lắm. Đến khi mình điện lại thì nó có nhiều lý do lắm. Có 1.000 lý do, mấy trăm ngàn lý do trên cái trái đất này. Cho nên là thôi anh em nào có thiện ý đặt hàng thì cứ đặt cọc trước. Còn thôi anh em nào không đặt hàng mà kêu làm thì thông cảm giùm, không làm được. Ở đây nhận rất chi là nhiều đơn hàng.
đơn hàng nào khách nhận ở đây đều đã đặt cọc hết rồi. Rồi chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui.